Hello anh em, mình là Eagle Tuna đây. Chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Góp phần không nhỏ trong thành công của một bộ manga, chúng ta không thể nào bỏ qua được hội những thanh niên ăn hành ngập mồm, hay còn được gọi với cái tên là team phản diện. Nhóm này thì được định sẵn số mệnh, kiểu gì cũng sẽ bị thằng men đấm sờ mờ lờ. Và tất nhiên, trong Boruto cũng có một nhóm mới nổi với vai trò như vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ, liệu nhóm tứ quái này sẽ dễ dàng bị đánh bại, hay bọn chúng sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi cho Boruto cùng những người bạn của cậu ta. Hôm nay, xin mời anh em cùng với Eagle Tuna đến với video giả thuyết Thập Vĩ Hóa Thần, toàn bộ sức mạnh được bộc phát. Nhắc lại một chút về đám phản diện trước đây trong Boruto và Naruto, bọn chúng tuy đều mang cho mình sức mạnh vô cùng đặc biệt, nhưng nó vẫn hoàn toàn nằm trong giới hạn và có những nhược điểm nhất định. Ngoại trừ Thánh Mara, do tác giả lỡ búp quá đà nên buộc phải cho cụ một cái chết nhảm nhí hết sức có thể. Còn đâu thì bọn phản diện còn lại đều không thể nào vượt qua được quy luật này. Tuy nhiên mới đây thôi, tại Boruto vừa mới xuất hiện một team bao gồm 4 đứa đầu trâu mặt ngựa, tên nào ít nhất cũng sở hữu là 2 năng lực ngang bằng với Madara và Obito khi xưa, bao gồm Rinnegan cùng với thần thuật Hắc Cước. Với 2 sức mạnh kể trên, chúng hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió nếu như sinh sớm khoảng 20 năm. Cơ mà điều khiến chúng ta phải băn khoăn nhất lại đến từ một khả năng ngoài 2 tuyệt kỹ kia, thứ có thể giúp chúng mạnh lên một cách không có điểm dừng. Nếu anh em nào từng xem Dragon Ball Z thì đều biết tới tên ác nhân Majin Buu. Hắn có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, cùng với năng lực hấp thụ kẻ khác nhằm ăn cắp kỹ thuật của người đó. Cứ vậy mà hắn ta mạnh lên và không có bất kỳ giới hạn nào. Và giờ đây, cơn ác mộng đó đã quay trở lại, không chỉ một mà tận 4 đứa xuất hiện trong Boruto, và nó cũng chính là đám tứ quái thập vĩ kia. Tất nhiên, sẽ chẳng có bất kỳ một Goku nào đứng ra để ngăn cản bọn chúng, mà thay vào đó chính là một mình Boruto là người phải đứng ra để gánh vác mọi chuyện. Điều may mắn hiện giờ đó là Yura cùng với đám đồng bọn của mình chỉ mới chào đời cách đây không lâu, sức mạnh tuy được kế thừa từ thập vĩ nhưng cũng chưa phải là dạng duy ngã độc tôn. Bởi vậy nên Boruto vẫn còn có cơ hội để cứu vãn tình hình, tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi. Nhưng giả sử nếu như Boruto thất bại, cậu không thể nào ngăn cản chuyến đi săn của đám thập vĩ kia, thì sau đó Yura và đồng bọn sẽ phát triển được tới đâu? Và rồi liệu Boruto có thể đánh bại được chúng để giữ vững nền hòa bình của những giới, thứ mà thế hệ cha ông mình đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để có thể giữ định hay không? Hay cậu sẽ thất bại rồi nhìn những người đồng đội của mình ngã xuống ngay trước mắt? Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nói tới đó là dạng thập vĩ hoàn thiện. Trước đây, ta chỉ biết rằng sau khi ăn một Otsutsuki, vị thú vương sẽ tiến hóa, kể từ đó nó sẽ chạm tới ngưỡng sức mạnh lớn nhất của mình. Tuy nhiên hiện giờ, ngoài lựa chọn là Otsutsuki ra, thì thập vĩ lại có thêm 4 mục tiêu khác, bao gồm Eida, Naruto, Sarada và Konohamaru. Nếu chúng có thể ăn được cả 4 người này thì khả năng cao nó có thể đạt tới trạng thái còn mạnh hơn cả việc ăn một Otsutsuki. Tại sao ta lại nói như vậy? Hãy cùng nhau phân tích nha. Nói về việc ăn thịt Konohamaru cộng thêm cả 3 đứa nhóc Shikadai, Chocho và Inujin thì đúng là không có quá nhiều khác biệt. Tuy kỹ năng của những người này đa số đều thuộc dạng bí thuật của gia tộc, mặc dù không bằng được với các huyết kế giới hạn, nhưng nó vẫn có những lợi thế riêng của mình. Tuy nhiên do đó là không đủ để cản bước chân một Boruto đang ở đỉnh cao phong độ như hiện nay, nhưng 3 trường hợp còn lại thì hoàn toàn khác. Nếu Yura thành công hấp thụ được Naruto, hắn sẽ có được một kho tàng chi thức cấm, thứ mà chỉ những Hokage được biết tới. Những thuật mà anh bảy sở hữu cũng thuộc dạng cực kỳ khủng khiếp, trải dài từ cấp D cho tới cấp S. Yura khi ấy sẽ có thể kích hoạt được hiền nhân thuật, sức mạnh, tốc độ, sức bền, sức chịu đựng, phản xạ cùng với nhận thức của hắn ta đều được nâng cao đến một mức độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, hắn sẽ có thể sử dụng được toàn bộ các biến thể mạnh mẽ nhất của Rasengan, bao gồm các chiêu thức Rasen Shuriken, chiêu thức huyền thoại từng cắt đôi thân của thần mộc năm xưa trong đại chiến thế giới lực thứ tư. Tuy nhiên, thứ khiến nhiều người sợ hãi nhất ở Naruto chính là kỹ năng sử dụng chakra vĩ thú. Nghe đến đây, chắc chắn rằng khá nhiều ông lại tay nhanh hơn não, cho rằng cụ vĩ đã bay màu thì còn đâu vĩ thú hình nữa mà sử dụng. Nhưng nên nhớ rằng, ngoài Kurama ra, vẫn còn đó là 8 vĩ thú khác với tổng lượng chakra tương đương với cụ vĩ, và vị trí của chúng gần như là chỉ có một mình Naruto biết được. Nếu như Yura có được anh bảy, nơi ở của 8 vĩ thú còn lại sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Dù cho thời đại này, thần thuật mới là thứ đang lên ngôi, nhưng vĩ thú vẫn là một cái gì đó không thể nào bị xem thường được. Nói thẳng ra, nếu như ăn đủ 8 vị thú còn lại, chỉ riêng một mình Yura là cũng đủ mạnh tương đương với thập vĩ trước đây rồi. Đấy là chưa bàn đến việc hắn ta có thể ăn Otsutsuki tiếp về sau. Thử nghĩ đến trường hợp Yura dùng 9 phân thân, mỗi con lại dùng một loại Rasen Shuriken khác nhau, thì khi đó chưa hiểu Boruto sẽ phải dùng cách nào để đối chọi lại. Đấy là còn chưa kể nếu như muốn, Yura hoàn toàn có thể cho đám chảo cấu dưới quyền của mình giữ vị thú thay cho hắn ta. Khi ấy, viễn cảnh hấp diêm tập thể giữa 8 Jinchuriki cùng nhau đánh một mình Boruto sẽ được tái hiện vô cùng chân thật và sinh động. Kể đến, người tiếp theo bị hấp thụ chính là Sarada thì sẽ như thế nào? Con mắt thần thánh chưa bao giờ được khai thác hết, chính là lợi điểm lớn nhất mà Hidari có thể sở hữu được. Bí ẩn về đôi mắt Mangekyo Sharingan với những hoa văn hình mặt trời nổi bật, khả năng kháng được thần thuật toàn năng cùng với vô vàn những bí thuật tuyệt vời khác, tất cả đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Hidari. Và nếu như có thể lợi dụng được huyết mạch được kế thừa từ Babasuke, hắn có thể đưa đôi mắt vạn hoa đồng kia tiến vào trạng thái vĩnh cửu của mình.
Chỉ cần có đủ chất ra, Hidari sẽ trở nên vô đối. Hắn đã có được sức mạnh Uchiha từ Babasuke, và giờ đây, nguồn sức mạnh đó sẽ được gia tăng gấp đôi. Ngoài ra, Sadada cũng đang là người biết rất nhiều bí mật thông qua những gì cô bé tự mình tìm hiểu suốt 3 năm qua. Thậm chí, ánh mắt mà Boruto nhìn cô nhóc trước khi rời đi cũng báo hiệu một tương lai chẳng lành dành riêng cho công chúa nhà Uchiha. Ta đều biết rằng, trên cùng một cơ thể chỉ tồn tại một Susanoo nhất định. Bởi nhãn thuật đặc biệt này muốn kích hoạt thì cần đủ cả hai con mắt Mangekyo. Nhưng với Hidari thì sao? Hắn ta chỉ có thể lựa chọn một là Babasuke, còn hai là Susanoo của Sarada. Liệu có cách nào để hắn ta kích hoạt cả hai Susanoo cùng một lúc hay không? Câu trả lời là có. Và trên những giới tồn tại một loại huyết kế dài hạn vô cùng thích hợp dành riêng cho việc này. Nó từng thuộc về thủ lĩnh của nhóm tứ quái làng âm thanh trước đây, Sakon và Ukon. Với nó, Hidari có thể tự tạo thêm một cơ thể khác dựa vào chakra Babasuke mà hắn ta thu thập được, sau đó dùng nó nhằm hợp nhất với bản thân mình. Kết quả sẽ cho ra lò một dị nhân sở hữu tới hai cái đầu, và nhờ vậy hắn ta có thể giữ vạn hoa đồng của Sadada rồi sau đó sử dụng bất kỳ khi nào cần thiết. Sự kết hợp độc đáo này có thể cho ra lò một Susanoo mạnh hơn bất kỳ Susanoo nào trước đây, ví dụ như là Susanoo có 3 đầu và 6 tay chẳng hạn. Còn tại sao lại là 3 đầu và 6 tay thì tôi đoán thế, chứ 2 đầu và 4 tay thì cụ Madara đã dùng rồi, xài lại thì nó không hay cho lắm. Dù sao thì tính cả mắt của Sadada thì nói một cách không quá khắc khe, Hidari đã có tới 3 năng lực từ đôi mắt Mangekyo. Trong đó, mắt của Babasuke là mắt kép, được kết hợp giữa nguyên bản Sasuke và Itachi. Và cái tên cuối cùng cũng là cái tên khiến nhiều người phải ái ngại nhất, Eda. Khỏi phải nói, cô ả này đang là chìa khóa của rất nhiều vấn đề hiện tại, không chỉ là người trực tiếp tạo ra mối hỗn độn trong lịch sử. Eda còn đang khiến rất nhiều kẻ phải dè chừng bởi sự thông tuệ cùng với năng lực bất khả xâm phạm của bản thân. Dẫu cho không có khả năng gì đặc biệt thiên về chiến đấu, nhưng lượng kiến thức mà cô ta biết được thông qua thiên lý nhãn của mình chính là món ăn tuyệt vời nhất mà thập vĩ đang cần. Với nó, Clone Bug hay rộng hơn là cả nhóm tứ quái đều có thể tìm kiếm được những nguồn thông tin tri thức đắt giá trên những giới. Nhờ vậy, chúng sẽ có đủ điều kiện để có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của bản thân, và từ đó mà giúp cho cả nhóm tứ quái sớm đạt được sức mạnh nhằm cân kèo với những đối thủ khác. Hay nói thẳng ra, chỉ cần có Eda, 3 kèo đấu còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Mặc dù đúng là Naruto là người duy nhất biết được vị trí của các vị thú, nhưng nếu muốn, Eda có thể tìm ra được chúng bất kỳ lúc nào. Tất cả là đều nhờ vào Sharingan. Nếu Clone Bug trao vị thú cho 3 đồng đội thì gần như tỷ lệ của chuyến đi săn sắp tới sẽ được nâng lên mức 100%. Đấy là còn chưa tính đến chuyện hắn ta có thể tái kích hoạt được toàn năng, thứ sức mạnh thay đổi thực tại theo ý muốn của người dùng. Trừ 2 báo thủ đang mang huyết thống Otsutsukira thì rõ ràng toàn bộ những giới khi đó sẽ đều rơi vào tay của thập vĩ. Đó mới chính là lúc mà thời đại nhẫn giả thực sự chấm dứt. Ngoài ra, nếu có được Eda thì cũng đồng nghĩa với việc có được Daemon, bởi phải đánh bại thằng cu này thì mới mong chạm được mặt của bà chị nó. Và năng lực của Daemon thì lại càng không phải bàn cãi, nó quá mạnh, thậm chí là cực kỳ toàn diện về mọi mặt. Hiếm có một chiến binh nào vừa công thủ toàn diện lại còn có nguyên một cái bảo hiểm nhân thọ mang tên phản chấn như Daemon. Có thêm được cái thần thuật này thì coi như Boruto gần như không có cửa thắng. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là giải quyết luôn những kẻ đã tạo ra vấn đề, đó chính là Yura cùng với đồng bọn. Thay vì để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, chi bằng Boruto cứ tìm đến và phan thẳng đám tứ quái để chúng không thể nào tiếp tục mạnh lên là xong. Đó cũng là nguyên nhân khiến Boruto buộc phải đuổi theo Code, rồi dẫn đến cuộc gặp mặt đầy bất ngờ với đám phản diện mới kia. Boruto thừa hiểu sự nguy hiểm của bọn chúng nên mới nóng lòng hành động như vậy, nhưng dục tốc thì bất đạt. Mong rằng Boruto sẽ có những nước đi hợp lý hơn, chí ít là để ngăn cản những bước nhảy vọt về sức mạnh của kẻ thù. Có 2 cái tên bắt buộc không được để rơi vào tay của nhóm tứ quái, chính là Naruto và Eda. Boruto cùng với Kawaki, Mitsuki và Daemon sẽ phải gồng cờ đít thiết cơ mông nhằm vớt vát lại một chút tình hình trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Bằng không khi ấy thì chắc chắn bút bẩn là điều không thể nào tránh khỏi. Và điều đó chỉ càng khiến anti-fan của Boruto có thêm cơ hội để bới móc mà thôi. Bởi dù sao thì những pha bất bẩn hiện tại đã là quá khó chấp nhận đối với một đứa nhóc chỉ với 15-16 tuổi như là Boruto. Trên đây là giả thuyết, nếu như tứ quái thập vĩ có thể hấp thụ được toàn bộ các mục tiêu của chúng thì sức mạnh của bọn chúng sẽ khủng khiếp đến như thế nào. Nếu có ý kiến khác, anh em ở đây là bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Eagle Tuna, Tuna Anime và Tuna Chúa Hề. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.